Xin chào toàn thể các bạn khán giả trên kênh Luận BK Channel. Chúng ta hãy cùng điểm lại những diễn biến chính trong trận đấu đầu tiên của tuyển Việt Nam tại Cúp Tam Hùng Hưng Thịnh trước đối thủ Singapore, với mục đích thử nghiệm các cầu thủ trẻ và phần nào đó là giấu bài trước thềm AFF Cup, nên thầy Park đã cất rất nhiều cầu thủ chủ chốt như Quang Hải, Văn Hậu, Quế Ngọc Hải, Công Phượng và Tiến Linh. Và khi các cái tên kia không xuất hiện, chúng ta lại được nhìn thấy một màn trình diễn chói sáng đến từ một người đã lâu không lên tuyển, Văn Quyết. Anh đã có bàn thắng thứ 15 cho mình trong màu áo tuyển quốc gia. Các cầu thủ trẻ của chúng ta cũng đã có một trận đấu tuyệt vời khi cho thấy sự tự tin cũng như quyết tâm của mình. Họ chứng minh rằng mình đã sẵn sàng cho vị trí chính thức trên tuyển với các bàn thắng của Thành Nhân hay Khuất Văn Khang. Tóm lại, thông qua trận đấu với Singapore, LBK nhận thấy rằng đối thủ của chúng ta cũng khá yếu. Để khẳng định về một tuyển Việt Nam đã hoàn hảo thì còn quá sớm. Chúng ta cần thêm những thuốc thử khác. Và trận đấu tới đây gặp Ấn Độ sẽ là một thử thách mà LBK rất trông đợi. Với lực lượng của tuyển Việt Nam trước trận đấu này, có vài tin vui khi Văn Thanh đã khỏi Covid, Hùng Dũng đã tập trung trở lại sau tin buồn ông nội qua đời. Nhưng Xuân Trường có khả năng vẫn phải cách ly để theo dõi Covid. Cá nhân tôi vẫn mong rằng thầy Park sẽ tung đội hình mạnh nhất để có thể thi đấu sòng phẳng trước Ấn Độ. Rõ ràng là kết quả trước Singapore không phải là thước đo chính xác nhất về sức mạnh của thầy trò ông Igor Stimac. Họ cũng muốn dùng chính Singapore để thử nghiệm thêm nhiều nhân tố mới cùng các cách tấn công mới. Trong trận đấu vừa rồi, tại từng thời điểm khác nhau của trận đấu thì Ấn Độ lại dùng một cách chơi khác nhau để tiếp cận khung thành Singapore. Thử đoán một chút về đội hình của hai đội trong trận đấu này, Việt Nam sẽ thay đổi khá nhiều so với trận trước, nhiều hơn các cái tên xịn để làm đa dạng lối đá. Mong chờ sự xuất hiện của Tiến Linh, Quang Hải, Công Phượng, Hùng Dũng và Văn Hậu. Trong khi đó, bên phía Ấn Độ, khả năng họ sẽ nghiêm túc hơn so với trận đấu gặp Singapore. Các cái tên gây ấn tượng của trận đấu trước như Liston Kolako, Kurunian hay Sunil Chhetri vẫn sẽ xuất phát từ đầu. Họ sẽ chơi sòng phẳng cùng tuyển Việt Nam. Phong độ trong 5 trận gần đây nhất của cả hai đội đều khá giống nhau khi họ thắng 3, hòa 1 và thua 1. Lần gần nhất hai đội gặp nhau đó là từ năm 2010. Lúc đó tuyển Việt Nam thua Ấn Độ trong trận đấu giao hữu với tỷ số là 3-1. Cả 3 bàn thắng đến Ấn Độ đều được ghi bởi lão tướng Sunil Chhetri, người khả năng cao sẽ ra sân trong trận tới đây. Dự đoán của cá nhân Luận BK về trận đấu này sẽ là một thế trận cân bằng, ăn miếng trả miếng. Đối phương sẽ gây khó khăn bằng các cầu thủ đầy khéo léo và tốc độ của mình. Nhưng rồi, kết quả chung cuộc, Việt Nam vẫn sẽ là người chiến thắng với tỷ số sát nút 2-1. Còn các bạn dự đoán thế nào? Hãy nhanh tay tham gia event dự đoán tỷ số nhận quà hấp dẫn ở trên fanpage BLV Luận BK. Phần thưởng sẽ dành cho bạn nào dự đoán nhanh nhất, chuẩn nhất và đúng luật nhất. Chúc anh em gặp nhiều may mắn và chúc tuyển Việt Nam thi đấu thành công. Nhớ like, share và subscribe để ủng hộ Luận BK nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.